Ok, so hello class. Rồi, tiếp tục hôm nay mình cùng tới ôn cùng nhau ôn lại tất cả các từ vựng mà hôm thứ thứ bảy và chủ nhật lớp mình đều học nha. Rồi, mình tới từ đầu tiên. Đây là unit 2 trang số 17, trang số 17 được chưa? Rồi, mình có từ đầu tiên là gì? Member. Member. Lamb. Lamb. Cupboard. Cupboard. Sink. Dishwasher. Dishwasher. Fridge. Fridge. Bowl. Bowl. Chopstick. Chopstick. Living room. Living room. Bedroom. Bedroom. Bathroom. Bathroom. Pillow, pillow, shower, shower, uncle, uncle, aunt, aunt, next to, in, on, under, in front of, between, middle, between, middle, letter, letter, wardrobe, wardrobe, strength, strength, shape, shape, work, work, suit, suit, stay, stay, visit, visit, grade, great, soon, soon, see, see, cooker, cooker, chef, chef, crazy, crazy. Ok, rồi, tiếp theo mình tới phần exercise, đó là bài tập. Rồi, mình có bài tập đầu tiên, đó là gì? Sau khi mình đã học về các phòng đó, ở trong một ngôi nhà, thì bây giờ mình sẽ nhìn bức tranh và điền những từ dưới đây vào những cái căn phòng tích hợp, được chưa? Ví dụ thầy có bức tranh A, hồ là cái sảnh. Rồi, vậy bức tranh B, đây là cái phòng gì? Ok, vậy đây là cái phòng khác, thì thầy sẽ điền từ gì ta? Living room. Ok, living room. Ok, rồi tiếp theo còn C, D và E, lớp mình có thể nhìn và dùng những từ đã cho sẵn điền vào giúp thầy. Ok, rồi mình tới bài tập kế tiếp là gì? Về các giới từ. Ok, ở đây thầy có một cái ví dụ, con chó đang như thế nào trên so với cái ghế? Nó đang ở trên cái ghế, và mình sẽ câu là the dog is on the chair. À, con chó đang ở trên cái ghế. Rồi, tương tự các bạn làm cho thầy câu số 2. Câu số 2 thì con chó đang như thế nào đấy? Kế bên. Vậy mình có từ kế bên là next to. Rồi xong mình ghi một cái câu: the dog is next to the sofa. Ok, rồi bài tập tiếp theo là gì? Mình nhìn vào bức tranh này, và xong sau đó mình đánh dấu G or F, có nghĩa là G là true là câu đúng, F là false là câu sai. Rồi, ví dụ the books are under the table, những cuốn sách thì ở dưới cái bàn. À, nên câu này mình coi cuốn sách phải ở dưới cái bàn, không phải, cuốn sách đang như thế nào? Trên cái bàn, nên câu này thầy sẽ đánh là F, false, và thầy phải sửa lại cho đúng, đó là the books are on the table. Ok, rồi tương tự làm các câu còn lại giúp thầy. Mình nhớ nhìn thật kỹ bức tranh con nó đang nằm ở vị trí nào. Ok, ok, so this is the end of this class and today. Ok, so goodbye class.